Giới thiệu với mọi người, đây là hạt giống bắp nếp nụ sữa, giống mới của công ty Lương Đông. Đặc trưng của giống ngô nếp nụ sữa là thơm ngọt mềm dẻo, tỷ lệ cây cho hai trái cao. Giống được đăng ký bảo hộ độc quyền tên giống. Giống được chọn lọc từ những giống ưu tú nhất của bắp nếp nụ. Mỗi đây là 1 kg. Mặt sau bao bì ghi quy trình kỹ thuật, đặc tính giống, thời gian sinh trưởng từ 65 đến 70 ngày. Phong cách trồng, hàng cách hàng 70 đến 80 cm, cây 25 đến 30 cm. Phân bón, phòng trừ sâu bệnh. Độ nảy mầm trên 85%. Hàng sử dụng đến ngày 10 tháng 9 2023. Sản phẩm đại danh hiệu bàn nhà nông Việt Nam, thương hiệu Việt được yêu thích. Bạn đã đặt giống thì liên hệ số điện thoại bên trên màn hình nha. Cảm ơn các bạn.